ngày 23 tháng 6, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra vụ cháy tại căn hộ chung cư cao tầng trên địa bàn. Trước đó, khoảng 3 giờ 30 phút cùng ngày, người dân sinh sống ở chung cư Akari 2, đường Võ Văn Kiệt, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện lửa bùng lên ở căn hộ tầng 19. Lúc này người dân hô hoán rồi tìm cách tháo chạy ra bên ngoài. Một số người dùng nước, bình chữa cháy tiếp cận dập lửa nhưng không thành. Do bên trong căn hộ chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên ngọn lửa bùng lớn. Nhận tin, Công an quận Bình Tân điều 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ có mặt chữa cháy. Gần 4 giờ 10 phút, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Vụ cháy may mắn không có thương vong về người, nhưng nhiều tài sản trong căn hộ bị thiêu rụi.